Đêm đã đến rồi đây, có anh chẳng có ngàn sao trên trời. Chợt nghĩ tới đời tôi, cất tiếng ca buồn thân nỗi trời. Tôi cảm thấy quạnh hiu, búa vây tôi. Yeah.
Cảm ơn Thông rất là nhiều, cảm ơn Út rất là nhiều đã đệm nhạc cho em. Quý vị thân mến, cái bài này là cái bài kỷ niệm. Thật ra thì Lộ đã về Việt Nam trở lại là 2 tuần rồi, nhưng mà thiệt sự là tuần rồi thì chỉ có 1 suất 2 suất thôi, nó cũng không có đã. Rồi xong cái tuần này có 3 suất liên tiếp nó mưa không mà nó buồn, thiệt là buồn vậy đó. Hôm nay là chủ đề là ai là ai, cho nên là em đã chọn bài hát là Khi Tôi Là Tôi để tặng cho mọi người. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả thương yêu của Sài Gòn Tận Thời tối nay đã đến với đoàn ạ. Thank you. Kính thưa quý vị, và cái bây giờ chắc có lẽ không để cho quý vị chờ đợi lâu, ai có vé trên tay hướng mắt sân khấu bắt đầu dò số quý vị nha. Yo!